Hello, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đi đến map 26 của bản Modern Day. Bản này mình sẽ giới thiệu một con plan con một con plan mới, một con plan mới mới thửa được con plan này. Ôi cái map khốn kiếp này. Hình như là không chọn được plan rồi. Chọn được một plan mà chỉ có chọn được mấy cái cây nấm rồi. Ôi mẹ ơi, những cây farmer nè, những cây farmer khó chơi lắm. Cực kỳ khó chơi mấy con farmer luôn. Đủ mẹ nó đã bắn mình rồi. Khổ thật đấy. Này chết con. Đã tốn cơm áo gọi tiền bọn này luôn. Làm cái báo pháp đã. Trùng nhâm mới khổ. Sửa hết. Sửa mấy con con nấm con này hai phết vào upper up cậu luôn, không cần phải làm gì cả, bao vừa up toàn một ổ luôn. Ok bảo áp nào, để tí kim cương lại hết này, hết chơi, hết chơi. Đéo có tiền để mua. quên. Tao chơi với mày luôn. Đủ mẹ là thế này. Máu luôn. Khô máu luôn. Ui mình gà. Mình gật tụi à. Ui mẹ, con chó. Phi nát đĩa mình. Phi đi. Mày phi của tao cái. Mày... Tao sợ mày quá cơ.
bố mới sợ mày quá cơ. Ở đây bố mới sợ mày quá cơ, nghe nghe tôi này, bố mới sợ mày quá cơ. Ở đây con này là bao bữa áp hơi yếu. Cương mà chơi dựng cái kim cương mà chơi chó này. Châu vất này, này châu tao, châu bố mày đó, mày châu bố mày gái gọi hết chúng mày ra đây, châu bố mày gái, chửi láo chửi láo. Mẹ nó tốn kim cương thật đấy. Rồi, ôi. Tiêu này tưởng tượng được. Trời ơi, 300 kim cương của tôi rồi. Ôi.